Kính thưa quý vị, người dân Chile thành lập nhóm giải cứu con mèo bị mắc kẹt, tên từ Antofagasta, Chile. Người dân sống tại một thị trấn nhỏ ở Chile đã cùng nhau thành lập một lực lượng để giải cứu một con mèo bị mắc kẹt trên đỉnh của một cây dừa cao 20 mét trong suốt gần 2 tuần lễ. Nhóm người dân này do Angela Ariagada, một người yêu động vật dẫn đầu. Họ sử dụng thang, dây thừng và thậm chí là máng trượt để cố gắng giải cứu con mèo bị mắc kẹt. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực không thành, một tuần sau, họ đã thử lắp một giàn giáo có chứa giỏ thức ăn và nước uống để dẫn dụ con mèo. Cho đến khi nhóm giải cứu gần như mất hết hy vọng, thì con mèo này cuối cùng nhảy lên được giàn giáo và họ đã đưa được nó xuống đất an toàn. Theo lời bà Ariagada, con mèo này có thể đã sống sót qua 10 ngày ở trên ngọn cây cao đó nhờ ăn thịt chim và trứng chim. Sau đợt giải cứu khó khăn, con mèo đã được đặt tên là Valentina, một từ có ý nghĩa dũng cảm và kiên cường. Ngay sau khi được cứu thoát, con mèo đã được đưa đến một phòng khám thú y để được chăm sóc.